mắng thật. Được vâng ạ. Chú ơi, để cả quả thêm muối à? Đây là thành quả chai mặn để xin được hái những quả cà đắng, một đặc sản của vùng đất Tây Nguyên các bác ạ. Nhìn sơ qua thì nó cũng có những nét giống những quả cà pháo, tuy nhiên chúng lại mọc thành chùm và bé hơn rất là nhiều. Đây là cái đặc điểm để chúng ta phân biệt những quả cà đắng này với quả cà dại mà lúc trước cái chú đấy chú thích cho vợ chồng em không được hái các bác nhé. Cá này không ăn được đâu. Vâng ạ. À, đang chụp để so sánh rồi này không ăn được. Món cà đắng hôm nay em sẽ sử dụng nấu cùng với nội tạng gà, một nguyên liệu rất là dễ tìm phải không các bác? Lòng gà sau khi sơ chế chúng ta sẽ thái miếng vừa ăn, thái thế nào cũng được các bác ạ, tùy sở thích của các bác. Gia vị khác đi kèm có thể sử dụng như là sả, ớt, gừng, chúng ta thái nhỏ nhé. Rồi đến lượt những quả cà đắng mình đã rửa sạch rồi nhá. Giờ em sẽ cho vào để dạ. Cái mùi cà đắng hơi hăng các bạn. Cà đắng có tác dụng làm tăng sức đề kháng, giúp chống chọi và phòng ngừa một số bệnh, trong đó có bệnh về đường tiêu hóa, bệnh thống phong, xương khớp. Cách nấu cũng không có gì là cầu kỳ các bác ạ,
xả và gừng vào để xào nhé. Chúng ta chỉ việc xào thơm gừng xả rồi cho lòng vào xào. Khi lòng đã tái, ta nêm lại bằng bột canh, nước mắm, mì chính cho vừa ăn. Giờ chúng ta sẽ cho luôn cà vào để xào nhé. Cho một nửa số ớt của mình có này. Và cuối cùng, chúng ta dùng nước sôi chế một lượng nước vừa đủ để ăn. Thơm lắm các bạn. Vỏ quả cà hơi cứng, cho nên để cà nhanh mềm, chúng ta hãy đậy nắp nồi lại và ninh từ 5 đến 10 phút cho cà mềm là có thể ăn được rồi. Này là chín rồi đấy các bạn. Để em sẽ cho nốt cái khẩu phần ớt còn lại nha. Ớt vào sau cùng cái này nó mới cay và thơm. Món cà có mùi thơm rất là đặc biệt, gần giống với món thắng cố của vùng cao Tây Bắc. Một cái mùi đặc trưng mà nói thật phải được ăn mới có thể hiểu hết được sự thú vị của nó. Rất là tuyệt vời. Tuy nhiên, không biết có phải do loại cà này mỏng thanh hóa hay là một người nghiện các món đắng mà em chưa thực sự thỏa mãn. Em kỳ vọng nó sẽ đắng hơn thế mới đã. Tuy nhiên khi ăn xong em vẫn thấy có vị ngọt ở đầu lưỡi. Cũng thú vị phết các bạn ạ. Có dịp hãy tìm và làm thử món cà đắng này cho những người thân yêu trong gia đình thưởng thức nhé. Chúc các bác thực hiện thành công. Bye bye.